Từ bệnh viện trở về, ông Patapon ngồi trầm ngâm với bộ bài trên tay. Ông muốn tuyên bố điều quan trọng trước vợ cùng các con. Khi cô Nun cùng hai con đến, ông Patapon đích thân tiêu hủy bộ bài bởi chính nó. Và bản thân ông đã khiến gia đình phải trải qua sóng gió. Ông muốn thể hiện sự quyết tâm làm lại cuộc đời, để trở thành người chồng người cha có trách nhiệm với gia đình. Cô Nun cùng các con ôm lấy ông, chia sẻ niềm hạnh phúc. Sáng kết đến công ty thì thấy cậu Seth vừa tới, cô vội núp sau máy tính. Anh bước vào phòng ngỡ ngàng trước bình hoa có đính kèm mẩu giấy khịa rằng nếu cứng đầu không chịu uống thuốc sẽ gọi là gà, khiến anh phải uống mà tỏ ra thích thú. Anh vu đến trung tâm thương mại kiếm nàng Kết. Cô thư ký Lát đã yêu cầu Kết đi họp cùng cậu Seth đang đợi trong xe. Dưới trung tâm, cô vội vàng đi mà quên chiếc điện thoại trên bàn. Vu tới không thấy ai quay ra thì Kết cũng quay lại lấy điện thoại. Họ gặp nhau, anh vu trao lại chiếc nhẫn mà Kết đã nhờ mẹ đưa dì Kuna trả lại cho anh. Vu muốn cô đeo lại nó nhưng Kết rụt tay lại từ chối. Bởi nàng đã có chồng, đó là điều duy nhất nàng có thể làm để cứu cha cùng gia đình khỏi khoản nợ cùng đám giang hồ sòng bạc. Kết muốn anh Vu quên mình đi. Lúc này chuông điện thoại reo, cô thư ký Lát Đa thúc giục khiến Kết chạy xuống lầu đến xe cậu Seth trong nước mắt. Vu cố đuổi theo nàng Kết nhưng vô tình ôm chầm cô Pa vừa đi tới. Cô Pa được thư ký Lát Đa báo Kết đi họp cùng anh trai, vậy là cuộc rượt đuổi kẻ bắt người cản diễn ra kịch tính. Khi thấy anh Vu đuổi tới, cậu Seth kéo nàng Kết vào trong xe, còn anh chàng Vu lấy thân mình chặn ô tô. Vu bày tỏ tình yêu với Kết bất chấp mọi hoàn cảnh, khiến nàng Kết bị kẹt giữa Seth và Vu. Khi thấy Vu bị bảo vệ đè sấp mặt, Kết vừa khóc muốn xuống xe thì Seth giữ Kết lại nên cô chỉ biết khóc như ngừa mặc cho xe từ từ lăn bánh. Cậu Seth thấy nàng khóc mà lòng đau không kém cô, nhưng anh không muốn cô dấn quá sâu vào tình cảm với Vu, chỉ làm mọi chuyện xấu hơn. Cô Pa chạy tới, anh Vu mới được đội bảo vệ thả ra. Cô Pa đưa anh Vu về phòng làm việc của mình, mong Vu bình tâm trở lại. Mà thằng cha yêu quá hóa điên hậm hực, nhưng việc nàng Kết đã là vợ cậu Seth đã là điều thực tế hiển nhiên, khiến anh Vu nín lặng bỏ đi. Tại cuộc họp, cậu Seth làm việc với đối tác mà con nhỏ Kết ngồi kế bên mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Đối tác trong khi trao đổi ngơ ngác chẳng hiểu cô nàng thư ký anh Seth sao khóc còn hơn. Cha chết khiến Seth bực quá lôi ghế con nhỏ lại hù nếu còn khóc sẽ sa thải, khiến nàng Kết lau vội nước mắt trông đến tội. Sáng ra ông Patapon ăn mặc chỉnh chu, bởi hôm nay là ngày ông nhận công việc bán bảo hiểm. Kể từ sau ngày khỏi bệnh trở về nhà, ông cảm thấy có lỗi với người con gái là nàng Kết đang phải gánh nợ cho cả gia đình. Tuy nhiên sức khỏe ông chưa ổn, bởi ông Patapon ho khá nhiều nên khi vừa bước xuống lầu, cơn ho nổi lên khiến ông xây sẩm mặt mày ngã nhào xuống cầu thang ngất xỉu. Cô Nun cùng hai con la hoảng chạy lại bên ông và gọi xe cấp cứu. Kết cùng cậu Seth họp xong trở về, cậu Seth thấy cô buồn nên anh cảm thấy lo lắng. Nàng được cô em gái điện báo cha ngã bệnh phải nhập viện khiến nàng hoảng hốt vội vàng chạy ngay vào bệnh viện. Tại đây Kết gặp được hai em thông báo ông Patapon đã mắc bệnh ung thư phổi, nợ nần chồng chất vừa mới trả xong nay ông Patapon lại đổ bệnh, khiến nàng Kết lòng rối bời lo lắng. Kết ôm em gái động viên mà bản thân cũng cảm thấy bất an khi cả gia đình vào gặp thì ông Patapon đã tỉnh lại. Họ quây quần bên nhau, bà Nun miệng cười mà lòng nặng trĩu ưu tư, bởi gia đình sẽ phải làm gì đây để cùng ông Patapon vượt qua cửa sinh tử. Bữa tối tại nhà Satakan, phu nhân được anh Chat báo nàng Kết xin phép về nhà bởi cha cô bị bệnh. Cậu Seth nghe vậy mặt trở nên lo lắng. Cô Pa và phu nhân thấy được tâm trạng của anh nên tủm tỉm chọc quê vắng thằng chả, khiến Seth vội che giấu cảm xúc của mình đi. Anh quản gia Chat được anh Bi cùng chị eo báo ông Patapon bị ung thư phổi. Cậu Seth đứng phía sau nghe thấy thoảng thốt lo lắng, bởi Kết dặn họ không để nhà Satakan biết chuyện này. Khi Seth trở lại văn phòng bình hoa, Kết để trên bàn đã héo được cô lắt ra mang đi làm, Seth nhớ và lo lắng cho Kết hơn. Bên nhà mẹ con cô Insay, bà ta lồng lộn giục con gái nghĩ cách kéo thằng chồng cho bằng được, trong khi cô Insay khôn danh hơn, bởi cô ta cảm nhận giữa cậu Seth và nàng Kết có gì đó khả nghi. Lúc này xuất hiện nhân vật mới, đó là thằng em họ tên Chép mới đi tù về, biết tin Insay cưới được đại gia nên đang tính tới ăn bám bà chị. Đột nhiên cô Insay bất chợt nghĩ ra kế, vừa cho thằng em công việc vừa là người cung cấp thông tin cho Sáng ra nàng Kết từ bệnh viện trở về, anh Bi chị eo hết lời động viên. Cậu Seth thấy cô thì lặng lẽ lại gần. Anh quản gia Chat muốn nàng Kết chuẩn bị đồ cho cậu Seth tối nay dự buổi chiêu đãi. Seth đứng khuất sau góc tường nghe đối thoại của cô với mọi người. Kết thổn thức lo lắng cho cha, thì anh Seth đứng sau cánh cửa phòng nghe hết nỗi lòng cùng tiếng khóc của cô, khiến lòng anh đau đớn vô cùng. Anh muốn bước vào an ủi nhưng Seth chỉ nắm đúng cửa rồi lui ra, bởi anh cảm thấy có lỗi khi đã đối xử tệ với cô. Lòng trắc ẩn trong Seth đã dần thay đổi cái nhìn về Kết, nên khi cô chuẩn bị đồ cho anh, Seth ý nhị hỏi khéo quan tâm về cô, với ý muốn nàng sẽ mở lời để anh có cớ giúp đỡ. Nhưng Kết giấu tịt chuyện gia đình gặp khó khăn khi phải chữa trị ung thư cho ông Patapon, làm anh Seth chưng hửng không sao mở lời giúp đỡ. Tại tòa cao ốc, Insay đưa thằng em họ mới ra tù tên Chép đến căn hộ mà đã âm thầm rút ruột 10 triệu bạt từ nhà Satakan cùng anh Seth để bí mật tậu cho riêng mình căn chung cư cao cấp này. Ở đó có kính viễn vọng quan sát toàn cảnh nhà Satakan từ trên cao. Insay muốn Chép ở đó hàng ngày giám sát mọi hoạt động nhà Satakan rồi báo lại cho mà mục tiêu moi tin tức đầu tiên chính là anh Bi chị eo, bởi họ là con mồi dễ bị lợi dụng nhất. T
tên Jack mới ra tù nên hắn có lắm mưu nhiều kế để tiếp cận đối tượng moi tin tức về vợ chồng cậu Seth cùng nàng Kate. Tại chợ, tên Jack giả đò va quệt phải anh Bi, khiến thằng trả cùng chị El ngã nhào giữa chợ. Gã Jack miệng dẻo như kẹo kéo làm anh Bi bị hút hồn bởi vẻ điển trai mặt trắng hơn mông của gã Jack. Chị El thấy vậy mắng Bi thấy trai là cứ cơm tước. Jack tỏ ra lịch sự xin chuộc lỗi bằng bữa ăn, khiến chị El cùng thằng trả bóng lộn Bi mất cảnh giác bởi lời giới thiệu đường mật là hàng xóm đang sống kế bên dinh thự. Tên Marco Chet đã thành công khi tiếp cận anh Bi cùng chị El một cách nhanh chóng. Sau khi chuộc lỗi hai con mồi bằng bữa ăn, ruồi chết vì mật, cá chết vì mồi, tên Chet chở anh Bi cùng El về tận cổng dinh thự. Tại đây Bi được dịp thả cả bầy dê ôm cứng thằng trả. Chet không chịu xuống xe, làm chị El nghe thằng trả Bi thả thính tên Chet mà nổi hết da gà. Họ trở vào dinh, gã Chet liền báo cho chị Insay đã tiếp cận người làm nhà Satakan để sớm có thông tin. Pu biết tin ông Patapon cấp cứu nên vội vào bệnh viện thăm, thì gặp cô Nun cùng Kết. Họ vào gặp được bác sĩ thông báo ông Patapon phải phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng chi phí mổ, khiến cô Nun và Kết hết sức lo lắng. Pu muốn góp khoản tiền tiết kiệm của mình để trả phí mổ, nhưng cô Nun không muốn nhận sự giúp đỡ này bởi bà không muốn Kết sẽ phải trả mỗi ân tình sau này. Pu để ngỏ khoản tiền này nếu gia đình cô cần. Tại dinh thự, phu nhân Marisa bực bội khi xét viện cớ tránh đến bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo. Cô Pa nói ra ngụ ý mẹ sẽ có cháu nội mà không nhất thiết anh xét phải làm thụ tinh nhân tạo. Điều này làm phu nhân ngớ người ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra ngụ ý lời con gái nói. Bởi phu nhân cùng cô Pa đều nhận thấy dạo gần đây anh Seth đã bắt đầu chú ý quan tâm có cái nhìn khác về Kết. Seth mong ngóng Kết về, nhưng khi thấy cô về tới nơi thì anh lại tỏ ra lóng ngóng che giấu đi sự lo lắng cho cô. Seth muốn Kết nói ra điều muốn nói để anh cùng gánh vác, nhưng Kết là cô gái kiên cường tự trọng nên cô không thể nhờ anh, bởi gia đình cô đã nợ anh quá nhiều, khiến Seth buồn lòng. Vì ca mổ của cha cùng khoản phí phẫu thuật lên đến 200.000 bạt đã làm nàng Kết sao nhãng công việc, để cậu Seth phải nhắc nhở. Cô bất lực khi không tìm ra được công việc làm thêm để hỗ trợ tiền cùng mẹ và các em góp vào khoản chi phí mổ cho cha. Cô lặng lẽ đứng khóc trong góc khuất văn phòng, trong khi cậu Seth đang âm thầm quan sát lo lắng cho cô sau bức tường kính. Anh muốn cô mở lòng rãi bày chia sẻ điều khó khăn về tài chính gia đình với anh, để anh có lý do động viên giúp đỡ. Seth thấy cô khổ sở vì điều đó làm anh thật sự dằn vặt. Mọi người trong gia đình nàng Kết muốn bệnh viện phẫu thuật sớm cho ông Patapon, nên cả nhà chạy ngược xuôi tìm việc làm thêm để gom tiền phẫu thuật cho cha. Seth âm thầm quan tâm đến Kết, anh muốn giúp gia đình cô phần tài chính đang bế tắc. Seth bồn chồn trước phòng cô mà ngập ngừng không dám gõ cửa. Phu nhân Marisa xuất hiện ý nhị nhìn anh rồi nhìn cửa phòng Kết đang đóng kín. Bà muốn nói chuyện với Seth về thụ tinh nhân tạo. Seth muốn con của mình sinh ra là kết tinh từ tình yêu, nhưng anh chưa dám bộc lộ tình cảm với Kết. Phu nhân biết được tâm tư của con trai, bà lật bài ngửa, nếu anh và Kết không kết hợp sinh con thì cô sẽ phải ra đi, khiến Seth tiến thoái lưỡng nan. Yêu là chết trong lòng một ít, mà Seth lúc này yêu Kết trọn cả con tim, thế mới nói lửa gần rơm là cháy thôi. Lại nói về cô Pa, sáng ra đi khảo sát thực địa dự án khu nghỉ dưỡng thì anh Pu xuất hiện. Thằng chả biết cô Pa chưa xem bản thiết kế anh đã gửi, liền lôi kế thuật cô nàng ra ngồi sau xe hối thúc duyệt hồ sơ thiết kế. Pa giả đỏ không vội làm thằng chả Pu như ngồi trên chảo nóng, bởi Pu đang rất cần ứng tiền để giúp gia đình nàng Kết trả tiền phẫu thuật. Cô Pa quá đỗi ngạc nhiên khi Pu nói ra, làm Pa thắc mắc tại sao chị Kết lại giấu họ việc cha bị ung thư phổi cần phẫu thuật. Pu mạnh miệng nói chắc tại các người xấu tính khiến cô Pa sôi máu. Vốn sẵn có tình cảm với thằng chả nên khi Pu sẵn sổ, cô Pa cũng nhanh chóng đồng ý sẽ đích thân trả tiền viện phí. Đổi lại, Pu thể hiện thành ý dùng xuồng đưa cô Pa đi thăm khu chợ nổi ven sông. Tại đây giữa thiên nhiên sông nước cây cỏ hữu tình, hai trái tim cũng trở nên chung nhịp. Tay trong tay hay vô tình hay hữu tình mà Pu ôm trọn tấm thân nón nà của nàng Pa khi cô cố gắng bước qua cây cầu võng xuống theo bước chân cô. Pa được anh chàng Pu cho thưởng thức món ăn cũng như cách làm các loại bánh. Pu còn hóa thân làm thợ nghề đường mía khiến cô Pa cười tích cái thỏ lò. Xuân tình sao động, trai đẹp trong mắt giai nhân làm con tim cô Pa cảm lạnh với thằng trả. Trong khi Pu tự tin với vẻ đẹp giai thấy ớn của mình. Sáng Kết mang thuốc dạ dày vào cho anh Seth. Anh ngoan ngoãn uống thuốc và thắc mắc có phải bác sĩ đã đổi thuốc, làm nàng Kết tá hỏa bởi cô đã để nhầm thuốc đau bụng của mình. Kết quính quá móc mồm móc miệng bắt thằng trả nôn ra. Seth không chết vì thuốc sổ đau bụng, mà chết vì bị nàng Kết vỗ lên lưng như giã gạo. Gần đây vì chuyện của cha khiến nàng ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh ngỏ ý muốn giúp nhưng Kết vẫn giữ khoảng cách với Seth. Cô lé tránh bỏ ra khỏi phòng. Cô Pa đến gặp anh trai đưa hồ sơ chi phí bệnh án của ông Patapon. Cô muốn anh Seth là người giúp đỡ Kết, bởi Kết bây giờ đã là vợ anh, chứ không muốn để Pu làm điều này. Pa đi ra cũng là lúc Seth thật sự quyết tâm âm thầm giúp đỡ Kết, bởi anh muốn chia sẻ cùng cô sự lo lắng này. Để kiếm tiền phụ mổ cho cha, nàng Kết dùng gian bếp trong dinh thự làm cơ sở bánh ngọt. Tối Seth trên lầu đi xuống lầu bắt gặp cô đang chuẩn bị làm bánh. Kết tưởng chưa xin phép khiến cậu Seth giận, nhưng Seth không những không giận mà còn chủ động xin làm chung, bởi anh biết cô đang kiếm tiền để góp cùng mẹ và các em trả phí phẫu thuật cho cha. Khóa học làm bánh được nàng Kết chỉ dẫn diễn ra cấp tốc mà cậu Seth vô cùng hứng thú.
Vậy là bột với đường trước thì chúng xa nhau này đã biết quyện vào nhau, bởi thằng trà hậu đậu không dao không kéo, mà xé mở tung kiến gói bột mì bắn đầy mặt con nhỏ. Vậy là cuộc chiến cái thất bay qua cái dao bay lại, kết không vừa hứng đầy chậu nước âm thầm đến sau lưng thằng trà. Xét cảm thấy bất an liền quay lại thì nhận nguyên chậu nước vào người. Công cuộc làm bánh của hai người khởi đầu đã sặc mùi trà đũa. Bánh đâu chưa thấy mà bột thì giải khắp phòng, còn cậu Xét cùng nàng Kết Như lăn trong thùng bột mì ra. Chỉ đến khi Kết có vũ khí nóng trong tay thì anh Xét mới tủm tỉm giơ cờ trắng nhường gian bếp cho cô. Trong hòa bình, nàng Kết cười yêu muốn chết, còn anh Xét đi ra trên mặt hiện nụ cười mãn nguyện. Tại bệnh viện, mẹ con nàng Kết gom gần đủ tiền trả phẫu thuật cho ông Patapon thì anh Vu đến báo đã được đối tác trả tiền trả phí cho cha Kết, khiến họ ngại ngùng. Ông Patapon nằm trên giường bệnh mặt quay vào trong, nhưng mọi câu chuyện của họ ông đều nghe thấy. Khi bệnh viện báo phí phẫu thuật đã được thanh toán làm anh Vu vui hớn hở, còn cô Nun cùng nàng Kết cảm ơn hứa sẽ sớm trả lại anh khoản tiền đã mượn. Vu tranh thủ nhắn tin cảm ơn cô Pa đã giúp trả tiền viện phí. Cô Pa đọc được tin nhắn của Vu bỗng ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra. Cô lật đật chạy sang phòng anh trai. Pa trách anh Xét đã giúp Kết trả phí phẫu thuật mà tại sao lại không nói cho Kết biết, bởi cô Pa có hứa sẽ trả hộ giúp Vu, nhưng cô chưa chuyển thì anh Xét đã thanh toán trước. Cô Pa cảm thấy anh trai mình bị thiệt thòi. Xét thì thầm thương Kết nên chỉ muốn Kết bớt đi lo lắng về khoản phí phẫu thuật cho cha. Với lại nếu để Kết biết chắc gì cô đã đồng ý nhận sự giúp đỡ từ anh. Cô Pa tủm tỉm cười ý nhị, bởi bây giờ anh Xét có nhiều thay đổi hay ho hơn trước, là ám chỉ tình cảm Xét dành cho Kết thật ấm áp yêu thương. Pa rời đi để anh Xét sượng hết cả mặt cười đuối lý. Kết vui với mẻ bánh ngọt mới ra lò. Xét ngắm nhìn khay bánh vô cùng đẹp mắt mà cô mới làm. Kết nhìn lên thấy Xét giật mình ngạc nhiên, rồi mời anh vinh dự là người ăn trực bánh ngọt đầu tiên, làm thằng trả háo hức. Chiếc bánh Xét nhận có hình khuôn mặt bí xị giống anh Xét quá trời luôn. Xét danh ma quay ngược miếng chocolate vành khuyên làm mặt bánh đổi sang khuôn mặt cười, làm cả hai cười nhìn nhau thật tình tứ duyên dáng. Khay bánh thật đẹp đến Xét cũng phải khen, nhưng Kết nói làm tặng Pu thì mặt thằng trả sụ xuống bởi máu ghen đang sôi lên trong tim. Xét bỏ lửng chiếc bánh quay đi làm Kết cụt hứng ngơ ngác. Tại khu chợ, gã Chết tiếp cận anh Bi, hắn giả vờ bịa chuyện nghe người ta đồn nói xấu nàng Kết là vợ bé cậu Xét, làm thằng trả Bi nghe ai nói xấu đến nàng Kết là tươm tướp lắm, chuyện còn hơn bà tám. Bi kéo thằng Marco Chết ra góc tiết lộ nàng Kết đến nhà Satakan chỉ để mang thai hộ, chứ họ không động chạm gì nhau, làm thằng Chết biết được bí mật. Lúc này chị El cũng vừa đến thì bà tám Bi miệng lại kín như bưng. Tên Marco Chết nắm trong tay thông tin nên nhanh chóng chuồn về báo cho mẹ con Insay. Insay biết tin Kết chỉ đến mang thai hộ nên mừng ra mặt. Insay cùng bà mẹ quyết đến gặp phu nhân Marisa để vạch chuyện. Cô Pa cùng phu nhân Marisa đang bàn việc trong văn phòng thì Insay sồng sộc bước vào nói toạc chuyện nàng Kết đến dinh thự để mang thai hộ. Phu nhân trong lòng bất an nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh như ruồi. Phu nhân thừa nhận trả tiền để Kết đến sinh con, nhưng bà thêm mắm muối không ngờ cậu Xét lại thích con bé Kết, làm cô Insay dao động lắc lư còn hơn trúng gió. Quyết tâm sẽ quay về sống với Xét trong dinh thự. Phu nhân Marisa liền nghĩ cách ngăn cản ta bằng cách tạo nên màn kịch cuộc sống vợ chồng giữa cậu Xét với nàng Kết. Phu nhân cùng cô Pa về nhà bàn cách ngăn cản Insay quay lại. Chị El kéo thằng trả Bi nghe lén phu nhân cùng cô Pa và anh quản gia nói chuyện mới biết thông tin Kết đến đây, sinh hộ bị lộ ra ngoài. Chị El tức giận nguyền rủa, nếu biết ai bà tám để lộ chuyện của em Kết sẽ xé nát cái miệng lắm. Chuyện làm thằng Bi nhấp nhổm không yên thú nhận đã tiết lộ bí mật cho tên Chết làm chị El tức lồng lộn như muốn ăn tươi thằng trả. Phu nhân Marisa với bản lĩnh dày dạn trong cuộc sống nên trong thời khắc gay go cần sự sáng suốt và nhanh trí thì phu nhân đã biết cách dùng kế đánh bùn sang ao. Bà sai chị El, anh Bi cùng quản gia rời hết đồ cá nhân của Kết sang phòng cậu Xét, thật đến mức cứ y như Kết ăn nằm với cậu Xét như vợ chồng chung một phòng. Riêng cô Pa gọi điện nói rõ Insay sẽ đến dinh yêu cầu anh trai cùng nàng Kết đang ở công ty tạm thời tránh mặt chậm về nhà. Xét không biết giải thích ra sao để Kết hiểu nên cô như đi trong sương mù. Mẹ con Insay chạy xe tới dinh mà không thấy ai trong dinh ra ngăn cản nên thắc mắc sao không khí khác thường. Cô vốn sắc sảo đa nghi nên đoán nhà Satakan chắc đang có âm mưu gì đây. Này danh còn hơn cả ma nữa. Insay cùng bà mẹ sộc thẳng lên phòng cậu Xét thì bà mẹ ngó nghiêng khắp nơi phát hiện mọi đồ dùng từ phòng ngoài ra đến tủ áo váy cá nhân hay giường ngủ đều có đồ của nàng Kết chứ không hề có bất kỳ đồ của con gái bà, khiến bà ta la lên đông đổng. Đến cả Insay cũng vội lại xem tận mắt trong tủ hay giường ngủ thì không sao tin nổi, bởi sự thật hiển hiện là phòng anh Xét đã có nữ chủ nhân ở chung. Thì phu nhân cùng mọi người trong nhà vào tới làm mẹ con Insay giở chiêu võ mồm đuôi co. Phu nhân cao tay gọi quản gia chuẩn bị một phòng dưới lầu cho chị El và Bi mang đồ Insay xuống, bởi bây giờ phòng cậu Xét đã có nữ chủ nhân mới làm cô Insay tức sôi máu. Nhưng mặt vẫn cưng cưng thách thức, bà mẹ Insay như con rối đuổi nhau vòng vòng bị thằng trả Bi và El xoay như trong chóng. Tính đa nghi của Insay
đâu dễ bỏ cuộc nên cô ta nhất quyết ở lì trong dinh thự, để chờ anh Seth trở về làm phu nhân và cô Pa không lường đến tình huống này, nên bây giờ phu nhân lại bị dồn vào thế nhấp nhổm lo âu. Phần 5 bộ phim hôn nhân giả tạm dừng tại đây, các bạn yêu thương để lại comment bình luận góp ý ủng hộ đăng ký kênh đón xem diễn biến câu chuyện phần 6 trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.